Kính chào quý vị và các bạn. Chiều nay thì ở Nam Bộ sẽ có mưa dông, cảnh báo sấm sét và gió giật mạnh sau một ngày nắng. Còn ở miền Trung, nắng nóng sẽ xảy ra cục bộ. Trên ảnh mây vệ tinh lúc này thì quý vị có thể thấy là khu vực này thì trời đang ít mây. Do hiệu ứng phơn nên mây ẩm tập trung hết ở bên sườn phía tây của dãy Trường Sơn. Còn bên sườn phía đông thì trời nắng mạnh. Nhiệt độ lúc 10 giờ đã tăng thêm từ 1 đến 2 độ so với cùng thời điểm của ngày hôm qua. Dự báo là hôm nay thì vùng nóng sẽ xảy ra ở một số nơi như là tại Hội An, Quảng Ngãi, Quy Nhơn và Tuy Hòa với mức nhiệt cao từ 35 đến 36 độ. Trời sẽ nắng mạnh từ nay cho đến chiều. Quý vị lưu ý là ở Hội An hay Quảng Ngãi khả năng sẽ có mưa rào và dông về chiều tối. Với Bắc Bộ từ nay đến chiều, trời nóng oi, tương tự như ngày hôm qua. Nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố khác có thể chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Khu vực Nam Bộ chiều tối nay, mưa có xu hướng tăng hơn hôm qua. Vùng mưa lượng khá tập trung chủ yếu ở Trà Vinh hay là Sóc Trăng, nguy cơ xảy ra ngập úng ở những khu vực này. Trước khi có mưa thì trời có nắng. Nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Biên Hòa xuống đến Châu Đốc, Cần Thơ và Cà Mau 33 đến 34 độ. Riêng Phú Quốc và các thành phố khác thì dịu hơn, 31 đến 32 độ. Xin được chuyển sang thời tiết biển. Chiều nay thì vùng biển từ Bình Thuận vào đến Cà Mau, Kiên Giang ra ngoài khơi quanh hai huyện đảo là Hoàng Sa và Trường Sa đều cảnh báo mưa dông kèm lốc xoáy, gió giật mạnh. Trong mưa thì tầm nhìn xa giảm xuống chỉ còn từ 4 đến 10 km. Cuối bản tin sẽ là phần dự báo thời tiết cho các khu vực trên cả nước trong chiều và tối nay.